Hello students, today we study revisions for the second term exams. Thầy chào các em học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học ôn tập học kỳ 2 nhé. Chúng ta mở tập ra và bắt đầu ghi chép bài. Phần A là dạng bài kiểm tra nội dung. Chúng ta cần phải ôm là từ unit 9 đến hết unit 16. Thì bao gồm các phần như sau. Phần 1 là mã là nghe. Các em ôm lại các bài nghe từ unit 9 đến unit 16. Phần 2 là mã trắc nghiệm. Ôm các bài tập trắc nghiệm chọn A, B, C, D từ unit 9 đến unit 16. Phần 3 là mã là sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Thì chúng ta ôm các mẫu câu từ unit 9 đến unit 16. Phần 4 là mã cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc. Chúng ta phải ôm là các thì như là thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, cấu trúc tương lai gần và các dạng của động từ. Phần 5 là mã đọc đoạn văn và chọn từ đúng điền vào chỗ trống. Thì đoạn văn ngoài sách giáo khoa, nhưng mà đoạn văn cũng tương tự với các đoạn văn trong sách giáo khoa từ unit 9 đến unit 16 theo chủ đề. Phần 6 là mã là đọc đoạn văn và viết true hoặc là false cho đúng sau mỗi câu. Thì chúng ta cũng có đoạn văn tương tự theo đúng chủ đề với các đoạn văn trong sách giáo khoa từ unit 9 đến unit 16. Phần 7 là mã là chúng ta nói cột, nói câu ở cột A với câu ở cột B cho đúng. Thì chúng ta sẽ phải ôm lại các mẫu câu từ unit 9 đến unit 16. Phần 8 là mã chúng ta viết từ loại cho đúng vào chỗ trống trong câu với từ đã cho trong ngoặc. Thì cái phần này gọi là phần chia từ loại cho đúng đó các em. Chúng ta phải ôm các từ loại từ unit 9 đến unit 16. Thì khi đi thi học kỳ 1 và học kỳ 2 thì chúng ta không có giới hạn từ loại word form nhé. Chúng ta phải ôm hết theo nội dung từ unit 9 đến unit 16. Phần 9 là mã là phần viết lại câu với nghĩa không đổi. Thì chúng ta cũng ôm lại tất cả các mẫu câu đã học từ unit 9 đến unit 16. Thì chúng ta phải ôm tập cho kỹ. Cái phần viết câu này là điểm cao nhất trong số các phần nha các em. Sang phần B, tóm tắt ngữ pháp. Thì chúng ta có những cái điểm ngữ pháp quan trọng trong unit 9 đến unit 16 như sau. Một là mã là mô tả người. Ví dụ, the student is tall thì viết tương đương với he is a tall student. Hai là mã hỏi và đáp về màu sắc. Ví dụ, what color is her hair? Trả lời, it is black. Ba là mã hỏi và đáp về cảm giác. Ví dụ, how do you feel? I am hungry hoặc là I feel hungry đều được, cũng có hai cách. 4 là mã hỏi và đáp về thức ăn và thức uống ưa thích. Ví dụ, what is your favorite food? I like chicken. 5 là mã hỏi và đáp về số lượng. How many? How much? 6 là mã hỏi và đáp về giá tiền. Ta sử dụng cấu trúc how much là bao nhiêu tiền. 7 là mã hỏi và đáp về các môn thể thao. Chẳng hạn như là which box do you play? I play soccer. 8 là mã hỏi và đáp về các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi. Ví dụ, what do you do in your free time? I listen to music. 9 là mã hỏi và đáp về sự thường xuyên. How often does she go to school? She always go to school. Hoặc là chúng ta hay sử dụng cấu trúc là once hoặc là twice hoặc là three times, một lần, hai lần hoặc ba lần cũng được. 10 là mã hỏi và đáp về thời tiết và các mùa trong năm và các hoạt động theo mùa. Ví dụ, what's the weather like in the summer? It's hot. Thời tiết vào mùa hè như thế nào? Trời nóng. What weather do you like? I like warm weather. Bạn thích thời tiết nào? Tôi thích thời tiết ấm áp. Số 11
là chúng ta sẽ ôm lại cấu trúc tương lai gần để nói về dự định và các mẫu câu đề nghị ở unit 14. Ví dụ, what are you going to do this summer vacation? I am going to visit Huế. Bạn dự định làm gì vào kỳ nghỉ hè này? Tôi dự định viếng thăm Huế. Ngoài ra có các cấu trúc ở section C của unit 14 như cấu trúc plus cộng verb nguyên mẫu sẽ bằng với cấu trúc what hoặc là how about cộng với lại verb in, tức là động từ thêm in đó, và nó bằng với cấu trúc là why don't we cộng verb nguyên mẫu. Em nhớ cấu trúc plus thì không chấm hỏi, nhưng mà cấu trúc what hoặc là how about cộng verb in thì có chấm hỏi, cấu trúc why don't we cũng có chấm hỏi luôn nha. Phần 12 La Mã là chúng ta nói về các quốc gia, quốc tịch, ngôn ngữ và cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất ở unit 15. Thì chúng ta phải ôm lại các cấu trúc này. Phần 13 La Mã là ôm các từ số lượng bất định ở unit 16 như là a few, a little, a lot of bằng lots of. Đó là nội dung chính của các điểm ngữ pháp từ unit 9 đến unit 16 chúng ta cần phải ôm. Now practice test. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài ôn tập này để chúng ta luyện tập thêm nhé các em. Number 1, listen and circle A, B or C before the answer that best completes its sentence below. Chúng ta sẽ nghe và khoanh tròn A, B hoặc C trước đáp án đúng nhất trong mỗi câu dưới đây. Thì các em sẽ đọc sơ qua 4 câu này và chúng ta sẽ nghe kỹ 3 lần nhé. Chúng ta có thời gian 1 phút để chuẩn bị. Now listen. Unit 14, Making Plans. A, Vacation Destinations. 1. Listen and repeat. Then, practice the dialogue with a partner. What are you going to do this summer vacation? I am going to visit Hue. Where are you going to stay? I'm going to stay with my aunt and uncle. How long are you going to stay? For a week. What are you going to do in Hue? I'm going to visit the citadel. Now listen again. Unit 14, Making Plans. A, Vacation Destinations. 1. Listen and repeat. Then, practice the dialogue with a partner. What are you going to do this summer vacation? I am going to visit Hue. Where are you going to stay? I'm going to stay with my aunt and uncle. How long are you going to stay? For a week. What are you going to do in Hue? I'm going to visit the citadel. Now, last time. Nghe lần cuối nha các em. Unit 14. Making Plans. A. Vacation Destinations. 1. Listen and repeat. Then, practice the dialogue with a partner. What are you going to do this summer vacation? I am going to visit Hue. Where are you going to stay? I'm going to stay with my aunt and uncle. How long are you going to stay? For a week. What are you going to do in Hue? I'm going to visit the citadel. All right, and now we correct the answers. Bây giờ mình sửa bài nha. Now, number one, Lang is going to visit Hue. Number two, Lang is going to stay with her aunt and uncle. Three, Ba wants to know what Lang is going to do there. Ba muốn biết là Lang dự định làm cái gì ở đó.
câu này đúng hay sai hay là không có đủ thông tin. Thì chúng ta nghe trong bài thì Lan nghe ba có hỏi Lan là Lan dự định làm gì ở đó nha. Thì cái này true. A true. For Lan is going to visit the citadel in Huế. The citadel. Number 2, circle A, B, C or D before the answer that best completes its sentence below. Khoanh tròn A, B, C hoặc là D trước đáp án đúng nhất trong mỗi câu dưới đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta làm khoảng 5 phút. Thì khi các em xem video của thầy thì chúng ta có thể ngưng lại để chúng ta làm. Sau khi làm xong thì các em sẽ cho chạy lại và chúng ta sửa theo đáp án của thầy nha. Bây giờ thầy sửa cái phần này luôn để tiết kiệm thời gian. Number 1, Dung, let's go to the beach. Mai, bạn Dung đề nghị là chúng ta hãy tới bãi biển. Thì bạn Mai trả lời sau đây các em. C, yes, good idea. Đó là câu đúng. 2, the Great Wall is over 6,000 kilometers. Cái vạn lý tường thành thì hơn 6,000 km gì? Hơn 6,000, 6,000 kilometers long. Long là bạn đúng. 3, my parents are going to stay in Đà Lạt for 5 days, trong khoảng 5 ngày nha. Tony is from Great Britain, he speaks. Tony thì đến từ Vương quốc Anh. Nói tiếng gì? Tiếng Anh nha, English. A. 5. Are wild animals in danger because people are destroying forests? Câu hỏi là như thế nào thì có câu trả lời because. Thế câu hỏi phải là có chữ why. Tại sao những động vật hoang dã này gặp nguy hiểm? Bởi vì người ta đang tàn phá rừng. Như là C, why. Number 6, why don't we chúng ta mới ôm là cộng phớp nguyên mẫu. Why don't we play table tennis? A. 7, her hair is done, my hair, tóc cô ấy thì dài hơn tóc của tôi. Cái này so sánh hơn nha, và longer than. B. 8, my mother needs tea. Mẹ tôi cần gì đây? Một ít trà. Vậy là chúng ta không chọn a few được, tại a few đối với danh từ đếm được, còn a little đối với danh từ không đếm được nha. Còn ở anh thì không được rồi. C, a little. Đó là những đáp án đúng, các em sửa vào. Now number 3, look at the pictures. Circle the most correct answer A, B, C or D. Các em hãy nhìn vào tranh và khoanh tròn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D. Picture 1, where is it? It's in Huế, yes. Các em nhìn thấy trong tranh là thành nội cho nên chúng ta chọn Huế nha. Number 2, the students are going camping. Nó nhìn vào tranh thì chúng ta thấy học sinh này đang cắm trại, thì em sẽ chọn the students are going camping. Number 4, read the following passage carefully then decide each of the sentences below is true or false. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi xác định mỗi câu bên dưới là đúng hay sai và ghi vào chỗ trống ở phía sau. Chúng ta có thể ngưng cái video lại và chúng ta đọc kỹ đoạn văn, sau đó chúng ta sẽ điền true hoặc false ở bốn câu bên dưới cho đúng với nội dung của đoạn văn nhé. Bây giờ thầy sẽ sửa luôn. Sau khi các em làm xong thì các em sửa cho thầy nhé. Nam and his family are going to visit Hà Nội, Hạ Long Bay and Huế. Chúng ta nhìn câu ở bên trên, câu số 1, thì mình thấy cái này là đúng. 2. They are going to stay in Hạ Long Bay for 2 weeks. Họ dự định ở Vịnh Hạ Long trong 2 tuần. Nhưng ở trên là mình thấy đoạn văn nó nói 2 ngày, vậy là false. On the way to Hà Nội, they are going to visit Huế. Trên đường tới Hà Nội họ dự định thăm Huế. Nhưng mà trên đoạn văn đó là trên đường quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, họ dự định thăm Huế.
Vậy là câu này false. They aren't going to see the citadel. Họ không dự định thăm thành nội. Mà ở trên là họ dự định thăm Huế và thành nội. Thì câu này cũng false. Rồi các em sửa vào nhé. Number 5. Read the passage and choose the correct word to complete its blank below. Em đọc đoạn văn sau và chọn từ đúng nhất để điền vào mỗi chỗ trống. À, chúng ta có đoạn văn và chúng ta đọc để hiểu nghĩa. Và chúng ta chọn ra 6 từ đúng nhất để điền vào 6 chỗ trống bên dưới, từ 8 từ trong khung. Bây giờ chúng ta sẽ làm và sửa với thầy nhé. Vietnam is a beautiful country on the coast of the East Sea. There are many big cities such as Hà Nội, Hồ Chí Minh City, Đà Nẵng, Hải Phòng and Cần Thơ. There are also many beautiful beaches like in Hạ Long, Thanh Hóa, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc. Every summer, people all over Vietnam and from other countries come to these places for their vacation. Besides, cities like Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, so on, are destinations for people who want to enjoy a vacation in the mountains. How about you? What places are your favorite destinations for your holidays? Việt Nam là một đất nước xinh đẹp ở bờ biển phía đông. Có rất là nhiều thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Cũng có những cái bãi biển xinh đẹp như là Hạ Long, Thanh Hóa, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc. Mỗi mùa hè, người dân ở Việt Nam và từ các nước khác đến những nơi này cho kỳ nghỉ của họ. Bên cạnh đó, các thành phố như là Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, vân vân là điểm đến cho những người muốn thưởng thức kỳ nghỉ ở trên núi. Còn bạn thì sao? Nơi nào là cái điểm đến ưa thích của bạn cho kỳ nghỉ? Đó là nội dung của bài đọc ta. Number 6. Match the questions statement in column A with the answer statement in column B suitably. Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp. A and B. Number 1. How many vegetables does he produce? C. A few. How many deserts are there in Vietnam? There aren't any. F. We have lots of rain. A. So the country is very green. Where is she from? E. Canada. What language does he speak? B. French. We don't go camping because we don't have a tent. D. Yeah, that's right. Rồi, các em sửa vào nha. Number 7. Give the correct form of the word in a bracket in each sentence below. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc trong mỗi câu dưới đây. À, ở đây chúng ta sẽ điền cái từ loại cho đúng vào mỗi chỗ trống với từ gợi ý trong ngoặc nha các em. Number 1. Linh likes sports. He is very sporty. À, sporty là tính từ của sport. Linh thì thích thể thao. Cậu ấy có tính thể thao. Hoặc là cậu ấy thì rất thích thể thao. Number 2. These are Mr. Pye and Mr. Thorn. They are environmentalists. Những người này là ông Pye và ông Thorn. Họ là những nhà bảo vệ môi trường. Từ này rất dài và có số nhiều. Các em cẩn thận, rất dễ sáng tả.
Number 8. Rewrite the following sentences with the meaning unchanged. Viết lại các câu sau với nghĩa không đổi. Phần này có số điểm cao nhất trong số các phần. Vì vậy chúng ta phải làm cẩn thận để được điểm cao. Number 1. What about washing hands with soap? Còn về cái việc rửa tay với xà bông thì sao? Ta phải viết tương đương với less thì cộng với biên mẫu nha. Let's wash hands with soap. Number 2. His plan is to learn French and Chinese. Kế hoạch của anh ấy thì là dự định học tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Vậy làm ta viết lại cấu trúc là be going to. Cũng là dự định, cấu trúc tương lai gần nha các em. He is going to learn French and Chinese. Number 3. Her house is small, but their house is smaller. Nhà cô ấy thì nhỏ, nhưng nhà của họ thì nhỏ hơn. Đây là cấu trúc hơn. Thì chúng ta sẽ viết lại là với gợi ý là nhà của họ thì nhỏ hơn là nhà của cô ấy. Their house is smaller than her house. Number 4. Miss Tan wants some eggs and milk. Cô Thanh thì muốn một ít trứng, muốn một vài quả trứng và sữa. Thì chúng ta sẽ viết lại cấu trúc wants thì bằng would like. Thì chúng ta sẽ viết lại như sau: Miss Tan would like some eggs and milk. Sau khi chúng ta sửa xong thì các em sẽ tính điểm tổng cộng, xem ta làm được bao nhiêu điểm và ta rút kinh nghiệm trong phần ôn tập này nhé. Thầy chúc các em làm bài thi thật tốt. Goodbye and see you again.